Sáng hai vai em xin chào tất cả anh chị em. Sáng hôm nay là lên một lô cũng là quần với áo. Đầu la em lên một cái con quần bắn tỉa multicam compact multicam nha anh em. Cái bụng của nó là 86 là rất là hiếm nha. Thông thường mà anh em mà mua quần toàn là 90, 80, 100, còn 86 với 76 với 96 nó 93 92 82 84 86 82 còn hay nhiều, còn 86 là rất là ít nha. Túi con này không biết bao nhiêu mà đếm luôn này. 2 túi, 4 túi, 6 túi, 8 túi. Đây nữa là 9 túi, 10 túi. Wow. 12 túi. Con này hơi đặc biệt chút, 12 cái túi. Bởi vì nó là quần bắn tỉa mà. Đúng không? Dài quần là 100. Chất vải caro ở đằng sau có bỏ mông này. Có đai đôn này, đặc biệt hơn nữa là nó đai đôn bằng cái miếng nhựa. Ở đằng trước thì có cái bạ gối ở đây anh em. Con này bình thường em bán 1,5 triệu. Anh em mua quần này bận Tết nha. Không có tì vết cái gì hết. Mới đều và đẹp này. Form quần này rất là đẹp. Bận nó body không giống ống quần này chỉ có 22, 20, 22 rồi. Quần này là bận body, nó không giống như mấy cái quần kia nha anh em. Tức là anh em muốn thao tác ôm nữa thì cứ dán cái bà gối này nó cho nó ôm hơn nữa này. Còn không là quần nó đứng, nó ôm lại nó thành quần như kiểu quần Âu Âu á. Tức là cái phần này, quần này nó đáy của nó cũng không có, không giống mấy cái quần kia. Ở dưới đáy thì có một cái tam giác, có cái tam giác này. Rồi 93-96% chốt 1,2 mã 55. Mở hàng đầu like giùm em nha, mã 55. Nói chung mấy dòng nó giống giống nhưng mà thực ra nó không giống. Em đếm cái túi anh em thấy có cái quần nào nó có 8 túi thì có, nhưng mà 10, 12 túi thì không có. Rồi quần này là kaki tem vàng của lính Mỹ, chỉ có 4 túi thôi. Bụng của nó là 82, không có đôn về được nha. Đúng 82 luôn. Dài quần là 104 của lính Mỹ anh em. Đấy, từ trên này xuống đều nha. Con này cũng rất là đều. Đều không có lầm lỗi gì hết. 900 ngàn mã 58 quần lính Mỹ. Quần này thì hiền hậu hơn. Ai mà thích bận một cách đơn giản như làm ngành y rồi cái gì đó thì ta bận hèm hiền hiền một chút. Tiếp một con áo của Na Uy. Con này là vai 57, dài áo là 87, 57, 87. Ở đây hai con số 7 nha. Số 7 là hên lắm ạ. Con này mới 96 đến 98% luôn. Áo M65 của Na Uy. Dày như M65 Mỹ luôn anh em. Mà dòng này là dòng một trong những dòng lên ngôi mà giá trị cũng sưu tầm, không phải đùa đâu. Các hội đồ lính chơi cũng đồng phục những cái bộ này, đẹp lắm. Nhưng mà con này chê một cái điểm là dài quá, dành cho anh em là phải cao 1m74 mới vừa, còn dưới 1m74 thì không có chơi được. Rồi em bán con này 1,4 triệu mã 57, mới 96 đến 98% nha. Con này mà anh nào mà cao 1m78 thì hết chê, chất như nước cất luôn. Chốt cho em mã 57 ạ. Tiếp một cái quần cọc vải caro. Quần này của hãng Chuspec. Chất vải caro 6 thứ hộp, bụng là 90. Quần này có đai đôn nha anh em. 90 anh em đôn về 85. Dài quần là 108. 108. Đấy, quần này mới lắm. Mới lắm. Con này 96 đến 98% luôn. Chốt chúng em 1,4 triệu mã 56.
cái dòng này của Mỹ nha, Mỹ nha anh em. Tiếp một quần kaki tem vàng. À con này kaki tem vàng, mà cái dòng này là đời tem trắng. Nó không thuộc về kaki tem vàng nhưng mà nó có loại thì đời tem trắng, đời tem vàng. Màu xanh ô liu, bụng là 96. Bụng của nó là 96. Dài quần là 108 ạ. Đều nha anh em, đều và đẹp nha. Con này rất là đều, đều và đẹp luôn. Chốt cho em con này 1 triệu, à quên 1 triệu rồi chứ, 900.000 mã 54. 900.000 mã 54. 900.000 nha anh em. Tiếp một cái quần này là vải caro tư vuông. Tôi vuông, tem xanh tôi vuông. Con này chắc chắn là 100 cô tông này. Bụng của nó là 74. Màu xanh xám. Dài quần là 98, gần 100. 98, gần 100. Màu xanh kiểu màu xanh xám xám một chút nha. Dòng này là 100 cô tông anh em. Chất vải thì mềm mại lắm, nhưng mà có vết yểm nút rồi này. Vết yểm nút rồi này. Đấy, có vết yểm nút. Con này 93%, 900.000 mã 53. Con này mà bán 900.000 là coi như teo này. Con này bình thường là 1 triệu mấy đó. Tem của nó cũng hơi sợt sợt rồi. 900.000 mã 53. Anh em để cái vòng bụng giùm em nha. Tiếp một con áo ghi lê. Ghi lê của Tác Chiến. Con này là bị rách lũng nè. Nó bị rách một chút ở đây. Nó mạng rồi. Nó rách một chút ở bên hông này. Nó mạng nhẹ thôi. Nói chung là nhìn cái lỗi cũng không có nhìn thấy lắm đâu. Ở đây này, đây mới là lỗi nhìn thấy này. Đó. Anh em về đưa chỉ trùng màu này, anh em nối lại, nối lại một chút nhỏ thôi ấy, nối lại một chút cho nó khít lại là được thôi. Cái thằng này là hàng đỉnh nha, không phải là hàng bình quần què đâu. Size medium. Đây tem của nó nha em. Con này là size medium 21P, đời 91. Anh em đọc được không ạ? Em dành đọc mất phần. Rồi một con Tác Chiến của Việt Đồng. Ở trên túi này dây đồng xi đen. Nói chung là con này của thằng Phi Hành Đoàn á. Ở đây là khóa sọc dưa. Khóa sọc dưa. Con này 2 số 7 chứ. Sọc dưa USA này anh em này. Con này chuẩn hàng của lính Mỹ nha. Ở đằng sau này. Đằng sau là chỗ này anh em đôn to nhỏ, anh em có thể đôn đi đôn lại được ha. Để em bận con này có thử được bao nhiêu kilo nè. Bây giờ mình bận con này làm áo khỉ cho nó thoáng mát, bền lắm. Nó nhẹ tưng à. Con này bình thường là 7-80kg rồi. 7-80kg mà anh em về đôn 60-70 cũng được, về đôn cái phần đằng sau lưng này này. Đôn này lại là nó có cái viên dán ở trong, anh em xịt đi xịt lại nha. Bị lỗi anh em để giùm em chút chỗ này nha anh em. Cái này đưa kim chỉ trùng màu mạng lại cái là ok thôi mà. À, chốt giùm em con này giá 600.000 mã 51, 1 triệu mấy đó. Bán 600.000. Hàng của lính Mỹ nè. Con này là màu xanh mà xanh của thằng tàu hạm á. Màu cũng gần xám xám một chút. Nhưng mà nó thuộc về màu xanh. Anh em nhìn thấy anh em biết rồi phải không? Bây giờ là ai có cần đồ chơi chơi. Cái đây là cái dây cài, cài qua dây thắt lưng. Nguyên miếng da nha, bọc đồ chơi nha, gọi là bọc
cái bọc để dắt đồ chơi á, nguyên giá xỉn luôn này. Ai ưng bán em bán 900.000 mã 50. 900.000 mã 50 nhá. Cái đó là hàng hiếm đó, không phải dễ mà có đâu. Tiếp một con satin này, con này màu xanh lưu. Con này là vai 47 năm. Satin cực mát nha em. Dài áo 73 nói chơi satin thì con này là 100 cô tông, nhưng mà tiếc cái là cái tem của nó bị mất rồi này. Em bao hàng cấp phát cho anh em thôi, bởi vì căn cứ qua những đường chỉ này, nút này và chất vải thì mình biết, còn mà nói chung mà nhìn sơ sơ mà không biết thì cũng khó, phải không? Nhưng mà con em bao hàng chuẩn cấp phát cho anh em mới keng. Nói mới keng nhưng nó cũng qua sử dụng rồi. 1.2 triệu mã 49. Con này hàng xưa cho nên ống tay suông ha. Nói chung con này hàng xưa nhưng mà năm 7 69 69 70. Rồi con này là 7 đến 80 kg. Anh em 70-75 thì đẹp cho nó thoải mái. US Uniform cho chúng em 1.2 triệu mã 49. 1.2 triệu mã 49. Cái thằng của Mỹ, của lính Mỹ, cái nút của nó này, này loại nút này không bao giờ có đâu. Nếu như mà nút vuông vuông một chút, tức là cái phần đường phấn xung quanh cái vòng tròn, cái dĩa bay á, nó sẽ bị vuông một chút thì là nó lại là khác. Cái này nó dẹp, dĩa bay dẹp nha. Tiếp một quần, quần này là quần M51 có lót đi kèm. Cái dòng này chất vải nó rất là dày. Cái thằng này á, là nút dẹp nha anh em. M51 có cũng có nhiều dạng lắm. Dạng nút dẹp như dĩa bay hồi nãy á, giống như nút áo đó, mà cái nút của cái đời cúc nối á, nó cũng có. Mà cái dạng mà nút dẹp mà hằng xưa như dòng satin á, nó mà nút dẹp này nó lại nhảy qua đời của thằng satin này. Nó chất vải giống cái thằng satin dưới kéo này. Nói chung em bao hàng cấp phát thôi. Còn ở trong cái ruột của nó, cái lót ấm, cực ấm, có tem dập này, medium railer, và quần cũng có tem dập nha anh em. Nói chung là nếu mà quần hàng chuẩn á, thì đều có cái tem này hết. Mà bây giờ hàng nhái nó cũng nhái. Hàng nhái nói hàng chuẩn với hàng nhái thì rồi chả biết đường nào nhôm nào thau mà nhận đấy thầy. Rồi cái bụng của nó là 92. Có nhiều người cứ bảo có tem in là Mỹ, nhưng mà thực ra hàng nhái nó vết trước được. Dài 100 nha anh em. Quần này có lót đi kèm, tức là quần lót mùa đông của lính nhá. Quần lót này quần lót ở trong nhá. Lôi ra rồi lại phải tọng nó vào. Dày cực ấm luôn. Cái lót của nó em chưa nhìn thấy đâu. Cái lót này nguyên một lớp lông luôn. Ấm nghịch. Này em từ lâm khổ em rồi. Lôi lôi ra rồi nhét cổ nó vào. Nó khó. Rồi review nha. Con này có quát xung quanh rồi này anh em. Có quát viền xung quanh rồi. Chơi con này thì ấm nghịch luôn. Chơi mùa đông nó dày. Cái quần cái đời thằng này nó dày như của bạt luôn này. Ở mấy cái đường này nó quát nha. Lai cũng có quát này. Con này chỉ được 90-93% nữa thôi. Đời dây kéo đồng nha anh em. Ở đằng sau mông vậy, mấy cái hàng cúc này là có quát rồi. Rồi con này chốt cho em 2.5 triệu mã 48. Quần mà có lót đi kèm nó cực kỳ khó nha. Thực ra nhiều khi mình muốn mua hàng đẹp, nhưng mà bây giờ cũng không biết. Thì thôi có nào mình xào cái đấy đi. Ở đây có một cái sợi chỉ nó bị móc móc một chút này.
Tiếp một cái quần này là chất vải satin. Con này là của thằng nào đây? Này của Pháp hả? À? Con này quần này của Pháp rồi. 38R, 38R. Con này của Mỹ chứ Pháp cái gì? Roller, con này của Mỹ chứ không phải của Pháp đâu. Của Pháp là nó ghi 1, 12, 15 gì thôi. Ở trong là mộc nha anh em. Chất vải là vải satin ha. Satin bóng giống cái quần hoặc là áo M51. Cái thằng này này giống cái chất vải y hệt như quần M51 hoặc là áo M51 mà có cái lớp bóng bóng lấp lánh đó. Ở bên này thì nút lấy nút của nút satin này à, nút satin này. Rồi con này là bụng 86, cho 82 đi, 86 hơi kịch. Và cái quần ống hơi túng túng. Ống quần này nó nhỏ anh em ạ. Ống quần này tầm 20 thôi. Ở dưới là nó ôm eo, ôm ống nhỏ lại nha. Dài quần là 106. Con này bữa hôm em tưởng của Pháp, nhưng mà em không có thấy cái mã này này. Cái mã số size của thằng Mỹ mà 38R á. Cao 1m7 trở lên nha anh em. Nó lại vải satin mới, bóng lượng luôn, không có tì vết gì hết nha. Muốn mở cốt cài thì phải mở bên hông nút dẹp này. Rồi ai ưng con này chốt giùm em là 1,7 triệu. Mã 47 chơi quần này thì không có đụng hàng đâu. Nó độc không có đụng hàng luôn á. Dòng satin này phải nói không hiểu là cái gì luôn này. Nó lễ phục cũng phải 1,4 triệu, à 1,7 triệu mã 47. Mấy cái quần cắt vàng mà cắt vàng xưa anh em cũng hay gặp mà cái chất vải nó bong bóng giống quần này luôn này. Tiếp một bộ satin nha anh em. Con này là vai 46. Dài áo là 76. Anh em dòm cái cổ giùm em cái. Xanh đều nha, màu lưu. Con này cũng phải độc đời chứ này. Em là nhát độc đời nhất đời 67 này. 67 thì nó ngang hàng với cái quần ở cái áo M65 dây keo nhôm tươi trắng. Cái cổ tay này cũng có một chút nhấn, chưa có quát nhưng mà nhấn. Vải bóng lánh nha anh em, giống cái quần lúc nãy đó. Ở đây nó bị sùi một chút. Ở đây nó bị sùi lông này. Nó chưa có lủng hẳn đâu nhưng mà nó bị như kiểu bị đứt một sợi chỉ á. Đứt hàng ngang hàng dọc nha anh em. Satin này là sợi đan caro nhưng mà cái sợi ngang vẫn còn, sợi dọc đứt đó là mấy chỗ này, chút nhẹ nhẹ thôi. Bên này đều và đẹp, trời ơi con áo đẹp như thế này, cái áo đẹp như thế này mà lại bị một chút này đó. Tên riêng đi theo áo luôn nha. 70kg anh em nào, 70kg là vừa. Một bộ đều màu tuyệt đối đấy. Cầu vai đai sườn cái này đời số 7, thằng này cũng đời tầm đấy, đời 6x. Con này là bụng 84. Bụng 84 hơi dài quần nha. Dài quần là 110 anh em, chiều dài có dài quá mình hết bớt nha anh em. Cái dòng này thì thằng satin nút tròn, còn thằng này là satin nút dẹp. Nói về satin thì nó nhiều dạng lắm. Mà em nói về tìm sâu về cái đấy thì em vẫn chưa có rành. Rồi, từ trên xuống đều đẹp nha, chỗ này có dính một chút dơ này. Bây giờ em học là học làm sao biết bán đồ chuẩn này, biết đồ nào là của Mỹ và đồ nào là của nước khác. Rồi những cái cơ bản mà cần để giao lưu anh em hàng ngày thôi. Còn những cái nó xa vời quá mình cũng không có cần tới.
không có thời gian để học tới. Đây tem của nó nha, size medium. Con này chuẩn hàng cấp phát nha anh em. Chỗ này nó bị hai chấm dơ này, hai chấm dơ. Qua bên này ok đều, 3 triệu, mã 46 cả bộ nha. Nói chung bộ này là tương đối được rồi, còn tuyệt đối nữa thì chịu. Nhiều khi có bộ này nó cũng là thuộc dạng là tuyệt đối luôn rồi đấy. Cái màu mà xăm xem với nhau vậy là quá đỉnh luôn. Kể cả đời, kể cả màu ha. Một thằng 67 chẳng qua là nó bên lúc dẹp, bên lúc tròn. Tiếp một con Varese, con này cũng hơi bị xưa luôn. Lúc dẹp màu xanh, vai của nó 47, con này nặng lắm à. Cái vải này nó dày nhưng mà nó mốt không ta. Dài chỉ có 102 à. 102, những con kia 120 mấy, con này 102. Ngắn tun, con này là ngắn tun. Small sock, con này là chỉ được có cao 1m6 à. Con này là đời 6X luôn nè. 604, ba số. Con này đời 6X luôn. Con này hơi bị sâu đời à. Nó mà đời chiến tranh thứ nhất, chiến tranh Triều Tiên mà nó mà năm 50 thì thằng này cũng đây cái cổ anh em dòm, cái cổ nó bị hơi dơ dơ chút chỗ cổ nha. Năm năm mấy thì nó thuộc về chiến tranh Triều Tiên rồi anh em này. Còn chiến tranh Việt Nam mình thì năm sau này rồi. Cái cổ tay này, cổ tay này cũng có nổ rồi này. Mấy con Varese này bình thường là 50, 550, 53. Con này còn có 3 số. 3 số là 5X. 5X thì phải 50 chứ ơi. 4 mấy à? Nói chung mấy cái mã là ai có giỏi thì đọc cái mã nha. Cái mã số của 3 số, còn đường là 6X là 4 số. Rồi con này ok này, size 60 đến 70 kg. 70 kg là bon chen á. Ở đây có một Hàn Quốc mà nó đi du lịch rồi. Bây giờ anh em muốn 70 đến 80 kg, anh em xịt qua đây. Đưa cái hàng nút đơm lại đây. Chứ giờ bây giờ con này mà 5-6 đến 70 kg thì nó qua đây mà hàng lúc này nó mất tiêu rồi. Còn được có hàng này khoe ra nó hơi lệch lệch. Còn cái đi cài này thì còn ngon lành cành đào luôn này, nó bằng nhôm á. Rồi 90-93% ai đang chốt con này dùm em, giá 1,5 triệu mã 45. Cái số ký em nói nha. Nếu mà anh em 7 đến 80 kg mà cao 1m6 đến 1m7 á, 1m60 á, 1m60 đến 1m65 á thì dịch cái nút ra là vừa. Còn 60 đến 70 kg thì nó bị mất cái hàng nút. Hơi dở dở rồi. Chốt cho em 1,5 triệu mã 45. Thế rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em trưa nay vào lúc 11 giờ nha anh em. Em xin phép chào.